Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái thì Future Continuous, thì tương lai tiếp diễn. Tương lai mà tiếp diễn các bạn. Nhưng mà cái thì này nó dùng để diễn tả một hành động hay một sự việc gì? Chúng ta hãy nghiên cứu nha. Trước hết chúng tôi giới thiệu cho các bạn cái cách thành lập của cái thì tương lai tiếp diễn này, nó gồm có như thế này. Là will cộng cho be. Khi nói tiếp diễn thì phải có động từ to be rồi các bạn. À, cộng cho một động từ nào đó. Một động từ bất kỳ. Và cái động từ đó được thêm in. Thêm in. Như vậy đây là cái thì tương lai tiếp diễn. Will cộng be cộng cho verb, tức là động từ. Và động từ đó được thêm in. Các bạn hãy nhìn bên này. Chúng tôi đang chia một cái động từ work. Động từ work là làm việc các bạn. Và đây là chúng tôi đã chia theo cái thì tương lai tiếp diễn will, à, tất cả đều có will cộng cho be, à. I will be working, tôi đang làm việc, à. Nhưng mà đang làm việc ở trong cái thời điểm nào đó trong tương lai, và chúng tôi sẽ nói tiếp khi chúng ta sử dụng cái thì này như thế nào. Đây là cách mà chúng tôi chia cái thì tương lai tiếp diễn với tất cả các đại từ ở đây. I, he, she, it, we, you, they. Sau đó cộng cho động từ to be. À, to be nhé các bạn. Be đi với will phải, lúc nào phải ở nguyên mẫu rồi. Cộng cho động từ to work là làm việc ở đây. À, và động từ này được thêm in. À, như cái cấu trúc mà chúng tôi đã đưa ra ngay từ cái từ đầu. Bây giờ chúng ta hãy xem cách sử dụng của cái thì này như thế nào. Ví dụ bây giờ là lúc 9 giờ, 9 giờ của ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn sẽ nói là vào lúc 7 giờ tối nay. 7 giờ tối nay. Bây giờ tôi đang nói là 9 giờ của ngày hôm nay. Nhưng mà 7 giờ tối nay thì bạn sẽ đang làm cái hành động này các bạn. We will be watching. Chúng tôi đang xem TV vào lúc 7 giờ tối nay. Nhưng mà khi tôi nói cái tình huống này là này là lúc 9 giờ, nhưng mà tối nay vào lúc 7 giờ chúng tôi sẽ làm cái hành động này. Chúng ta nhấn mạnh vào cái yếu tố đang xảy ra. Như vậy, cái thì future continuous, tức là thì tương lai tiếp diễn, dùng để diễn tả cái gì? Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra ở một cái thời điểm đặc biệt nào đó ở trong tương lai các bạn. Và theo cái ví dụ này thì cái thời điểm ở trong tương lai của câu này là lúc 7 giờ tối nay. Nhưng mà bây giờ tôi đang nói đây là lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. À, nhưng 7 giờ tối nay chúng tôi sẽ làm cái hành động này là we'll be watching TV at 7 o'clock tonight. Vậy cái thì future continuous dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra với một cái điểm thời gian đặc biệt nào đó ở trong tương lai các bạn nhé. Chúng ta chú ý điều này nha, cách dùng của nó. Và bây giờ để các bạn hiểu thêm cách dùng của cái thì future continuous, thì tương lai tiếp diễn, các bạn hãy xem cái ví dụ này nhé. Và tình huống như thế này các bạn. Ngày mai bạn sẽ đi đón một người thân của bạn tại một phi trường hay là tại một cái nhà ga xe lửa nào đó. Nhưng mà trong cái đám người đông đúc, bạn khó nhận ra người thân của mình. Thì bây giờ trước khi đón bạn hỏi hỏi cái người thân trong gia đình của bạn làm thế nào để tôi nhận ra cô ấy một cách dễ dàng để mà đón cô ta. Thì đó là một cái câu hỏi mà bạn hỏi người thân của bạn để nhận diện cái người thân mà mình chuẩn bị đón cô ấy ở tại nhà ga hay phi trường đó nó được dễ dàng hơn. Thì cái câu hỏi đó như thế này các bạn. Chúng ta hãy nhìn lên trên bảng nhé. How will I recognize her tomorrow? Ngày mai tôi sẽ nhận ra cô ấy như thế nào? À, tức là ngày mai làm sao để tôi nhận ra cô ấy? How là làm thế nào, làm sao? I will recognize her. Tôi sẽ nhận diện ra cô ấy vào ngày mai. Như vậy, cái mà ngày mai này nó chưa tới, nhưng mà bây giờ đang bàn tính cái việc mà đón cô ta vào ngày mai. Thì bạn hỏi câu này với người thân của mình. Thì cái người thân của mình sẽ trả lời như thế này. She will be wearing a orange dress then. Đây là cái thì tương lai tiếp diễn các bạn. Tương lai will
chúng ta có will. Be, chúng ta có be. Và wear, wear là mặc, à, mặc các bạn, mặc mặc quần áo. Và động từ đây là wear. Và động từ này được thêm in, và người ta thêm in ở đây. Như vậy đây là thì tương lai tiếp diễn. À, she will be wearing, tôi xin lỗi nha, an orange dress then. Tức là lúc đó, khi đó, tức là đen, lúc đó, khi đó, cô ta đang mặc trên người một cái áo đầm màu cam. Đang mặc. Nhưng mà cái hành động mặc này nó đang xảy ra, đang mặc trên người vào cái thời điểm và ngày mai đó, lúc đó, khi đó. Như vậy, cái tình huống là như thế này. How will I recognize her tomorrow? Ngày mai làm thế nào tôi có thể nhận diện được cô ấy? Thì cái người kia trả lời, she will be wearing an orange dress then. Lúc đó, cô ấy đang mặc trên người cái áo đầm màu cam. Như vậy, chúng ta có thể nhận ra. Như vậy, hành động này là hành động đang xảy ra, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra. Như vậy, thì tương lai tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra, ở một cái thời điểm ở trong tương lai các bạn, và lúc đó đang làm cái hành động đó. Và bây giờ các bạn hãy nhìn ở cái câu cuối cùng nhé các bạn. This time, tomorrow night, vào thời điểm này, vào tối mai, Mary and I will be shopping at the shopping mall in California. Nghĩa là vào thời điểm này, ngày mai, tôi và Mary sẽ đang mua sắm tại một cái trung tâm mua sắm ở Cali, in California. Như vậy, cái hành động này là khi nói cái câu này ra, cái thời điểm này của ngày mai chưa đến các bạn, nhưng mà nó sẽ xảy ra vào cái tối mai kìa. Thì lúc đó thì chúng tôi đang làm cái hành động này. À, will be shopping, đang mua sắm, đang mua sắm. Như vậy đây là cái thì future continuous, thì tương lai tiếp diễn. Như vậy cái thì tương lai tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra ở một cái điểm thời gian đặc biệt nào đó ở trong tương lai. Lúc đó ai đó hay một người nào đó hay một cái sự việc nào đó nó đang xảy ra các bạn. À, ở đây người ta muốn nhấn mạnh cái yếu tố đang xảy ra. À, ví dụ tôi đơn cử một cái câu tiếng Việt này để các bạn hiểu rõ thêm. Ví dụ một người bạn chúng ta hỏi chúng ta là 8 giờ tối mai bạn đang làm gì? Và khi hỏi câu này thì là ta hỏi vào cái 8 giờ của tối mai á, không? À, thì chúng ta nói là bây giờ chúng ta trả lời, lúc đó tôi đang uống cà phê với một người bạn của tôi. Tức là chúng ta lên một cái dự định là lúc đó và 8 giờ tối mai là lúc đó tôi đang làm cái hành động này, là tôi đang uống cà phê với một người bạn ở tại một điểm cà phê nào đó. Như vậy tôi đang uống cà phê với một người bạn, là đó là cái thì tương lai tiếp diễn. Nó diễn tả một hành động đang xảy ra vào thời điểm đó các bạn. Như vậy cái thì tương lai tiếp diễn này nó diễn tả một hành động đang xảy ra, một sự việc đang xảy ra trong điểm thời gian đặc biệt nào đó ở trong tương lai. Như vậy chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cái thì tương lai tiếp diễn này. Như vậy hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu cho các bạn cái thì future continuous, thì tương lai tiếp diễn, và để các bạn có một cái khái niệm về cách dùng của cái thì này. Và thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái thì này bằng cái hình thức mà mẫu câu và những cái bài đàm thoại nó liên quan đến cái thì này các bạn. Hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu cho các bạn có khái niệm về cách dùng của thì này và cách thành lập của nó. Cái video của chúng tôi tạm thời dừng ở đây. Thân ái chào các bạn và hẹn các bạn vào cái video tiếp theo.